Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Quả là một đêm đáng sợ mấy bạn ơi. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi. Sam ơi, Sam nhớ tối hôm qua ở chỗ này nè, quá trời quái vật tấn công bọn mình luôn không? Trời đất ơi, ông đừng nhắc lại, tôi thấy ghê, tôi nổi da gà luôn nè. Ôi, may quá trời sáng á. Cũng may là trời sáng chứ là bọn quái vật bọn nó chạy đâu hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đói bụng quá, không biết ở trong đây nó có cái gì ăn không ta. Tính ra là mấy cái đồ trong siêu thị á, mấy cái đồ nè, từ lúc á mà bọn zombie bọn nó xâm chiếm cái thế giới này á, thì bây giờ bánh kẹo hôm nay chắc nó hư hết trơn rồi, sao ăn được nữa ta. Từ từ tôi ăn thử miếng coi. Cứng như đá luôn, sao ăn được. Trời ơi, nó chua quá à, hình như nó bị hỏng rồi Sam ơi. Ôi bây giờ không có gì ăn hết trơn á, trong siêu thị đồ ăn cũng bị hư hết rồi. Bây giờ kiếm gì đi ăn giờ trời. Ôi Sam ơi, tôi bà đi ra ngoài kiếm con gì đó làm thịt ăn đi ha. Còn con gì ăn được không? Không ai mà biết được. Ở ngoài đây bây giờ tôi không biết là còn con vật gì để có thể ăn được hay không đây. Tại vì là zombie nó xâm chiếm hết chỗ này rồi. Không biết là mấy con vật nó có sống nổi với mấy con zombie hay không đây. Ê mà Phong, tôi hỏi ông câu này nè. Vậy vậy là trong nguyên ngôi làng này chỉ có hai tụi mình thôi à, không có ai hết trơn luôn hả? Trời, bà nghĩ sao vậy? Tất nhiên là chỉ có hai đứa mình rồi. Tại vì bây giờ á, ở chỗ này á, zombie tấn công quá trời quá đất rồi. Làm sao còn ai trong làng được? Tôi nói thiệt với bà, trong đây chắc chắn chỉ còn có Ê, ê, đi lẹ chim ơi, đi lẹ lên. Ông nội ơi, đứng lại coi ông trả cái quả táo nhanh. Trời ơi, trời ơi, đi lên. Bánh áo đi lên, Ủa, Sam ơi, bà có phải là tôi đang bị ảo giác cho nên tôi thấy có hai người đang cưỡi cái con kiều chạy ngang qua chạy lại không, hay là người thật vậy? Mấy bị đi, bây giờ để tôi tán không được quá nha. Đó, nhìn lại đây. Trời, chú ơi là thật coi. Ủa hình như hai người này nhìn quen quen. Ủa, áo màu đỏ, còn người kia là mặc cái bộ đồng phục màu xanh dương. Kairon với Simi phải không ta? Trời ơi, đúng rồi. Trả bánh tao cho cái. Kairon, trả bánh đây. Simi. Ủa, cái. Ủa sao? Hai người này nhìn quen vậy? Quen cái đầu bà, tôi là Phong Cận nè. Ủa gì? Phong Cận với Sammy hả? Ủa cái gì mà mặc bộ đồ gì kỳ vậy ba? Cái bộ đồ nhìn giống siêu nhân 5 tuổi vậy? Ừ thì cái này là đồ siêu nhân chứ còn gì nữa. Tối hôm qua bọn tôi chiến đấu quái vật quá trời luôn, phải mặc đồ siêu nhân nè. Nhưng mà gặp hai người, tôi mừng quá. Trời ơi, mình cũng mừng quá không ơi. Cho tôi làm thịt hang kiều ăn nha, trời nó bụng quá sáng giống cái gì ăn. Cái gì vậy ba? Nè, Sam tôi cho bà thịt nè, đó giờ tụi bà ăn hả? Trời đất ơi, hai cái con cừu đó để tụi tôi di chuyển lắm nội. Ôi mệt ông quá, ông keo kiệt quá. Người ta đang đói bụng thì cho người ta hai con kiều để tôi làm thịt tôi ăn đi. Ủa mà khoan, tính ra là tại sao hai người lại ở đây vậy? Đúng rồi, tôi cũng định hỏi ông á. Ủa sao ông ở đây vậy? Tôi cũng tính hỏi ông nè, ủa sao ông ở đây vậy? Nhưng mà cái vấn đề là tại sao ông lại ở đây? Trời ơi, nhưng mà vấn đề là tôi đang hỏi ông trước là tại sao ông ở đây mà. Thì cái vấn đề là tôi đang trả lời cái câu hỏi mà ông hỏi tôi là tại sao tôi lại ở đây, nên là tôi cũng hỏi lại ông là lý do bởi vì sao ông ở đây. Thì bây giờ ông hỏi tôi vì sao tôi ở đây, nhưng mà tôi thấy là ông ở đây cho nên tôi mới hỏi là tại sao ông ở đây. Nhưng mà tại sao ông lại không chịu trả lời cái câu hỏi của tôi là tại sao ông ở đây, cho nên tôi phải hỏi lại thôi. Tại sao ông không trả lời cái câu là tại sao ông ở đây, trong khi là tôi đang hỏi ông tại sao đây ông đang ở đây á? Hỏi nhiều nè, này thì ngay nè, này thì ngay nè. Ông quăng cả bà Sam lên luôn á. Ủa gì đâu đâu bà Sam đi đâu? Ủa? Cái gì vậy má? Tôi xin lỗi. Thôi tôi mệt quá à, hai người nhây quá, giờ tôi mới hỏi hai người nè. Rốt cuộc tại sao hai người là ở trong ngôi làng này? Ngôi làng của ông mình là bị zombie xâm chiếm rồi đó, hai người không biết hả? Trời đất ơi, câu chuyện là như này nè. Tôi với Simi á đang đi du lịch á, phiêu du ở ngoài bãi biển á, rồi bây giờ trở về làng thăm làng nè. Tự nhiên á thấy làng á hoang tàn quá trời luôn. Rồi sau đó tụi tôi mới phát hiện ra được là thế giới của chúng ta bị biến thành zombie rồi, cho nên là tụi tôi mới đi vô ngân hàng đi trốn á. Ủa mà hồi nãy giờ hai người trốn ở đâu vậy? Từ nãy giờ bọn tôi trốn ngay siêu thị rồi nè. Nhưng mà tính vô đó kiếm tí đồ ăn, ai dè đâu đồ ăn hư hết trơn rồi. Ơi nhưng mà buồn quá hai người ơi. Tính ra là chúng ta mới đi chưa được một năm nữa mà ngôi làng Hero Team của chúng ta trong Mini World bây giờ nó đã trở thành một ngôi làng hoang rồi, không còn ai sống trong đây cả. Mà nhìn nó buồn quá, nó bể nát hết trơn rồi. Tôi đau lòng lắm luôn á. Còn tôi nè, trời ơi, ông nhìn đi, quán trà sữa tôi nó không còn một cái ly trà sữa nào luôn. Trời đất ơi. Ủa là sao? Luôn là do mi nó vô nhà tôi lấy trà sữa hết trơn luôn. Đó. Tào lao, bà bị tào lao hả? Zombie là nó chỉ ăn thịt thôi, nó chỉ gọi là bắt con người nó ăn thịt thôi, chứ zombie nào mà đi uống trà sữa bà nội. Tào lao quá. Nhưng mà bây giờ hai người ở đâu giờ? Nhà cửa cũng bị sập hết rồi, hai người sống ở đâu? Trước khi trả lời câu hỏi của Phong á, chị bà thật ra là cái đã lén lút lấy cái đống trà sữa đó cây uống hết trơn rồi. Ok, giờ quay trở lại câu hỏi của Phong nè.
Bây giờ á, tụi tôi á là đang ở trường học nè. Ủa, ở trường học á? À, ủa cái trường học Hello Team á hả? Đúng rồi, trường học Hello Team ở đằng kia kìa. Ồ, đúng rồi ha, tính ra bây giờ zombie xâm chiếm hết ngôi làng rồi. Tính ra là hình như là chỉ còn có mỗi cái trường học là chưa bị zombie xâm chiếm thôi. Thôi bây giờ bọn mình đi đến trường học nha, hai người cho bọn tôi đi theo với, được không? Ok, được rồi, trời bây giờ á, chúng ta phải tìm cách để tìm những hành viên khác nữa. Đúng rồi, bây giờ bốn đứa mình giờ còn thiếu ai ta? Còn thiếu Mr. Dịch nè, Camui nè, với lại là Mimi, với lại Siro nữa, tám người lận. Mà bây giờ một mình ở đây mới có bốn người à, phải kiếm được bốn người kia nữa. Không thôi là bốn người kia bị zombie bắt là tôi buồn lắm luôn á. Mr. Dịch mà bị bắt là coi như trưởng team bọn mình biến thành zombie luôn á. Thôi bây giờ bọn mình đi ra trường học đi. Đi. Đi theo tôi. Ủa Kai ơi, vậy là bây giờ là bạn với Simi là sống ở trong trường học á hả? Đúng rồi, bây giờ tôi với Sim á là sống ở trên trường học nè. Nhưng mà tụi tôi không có ở tầng dưới, mà tụi tôi ở trên tầng cao á. Bởi vì á là chúng ta phải trên cao thì lũ zombie á nó không thể nào mà với tới được. À vậy hả, vậy đâu, bây giờ cho tôi vô trong trường học tôi ở với. Chứ tối hôm qua quá trời zombie đến làng luôn, tôi sợ ma muốn chết. Trời, sợ bị bọn nó cắn nữa. Ủa trời, đây nè, đó, xin giới thiệu với Phong. Đây cũng là chỗ ở của tôi với Simi hiện tại nè. Đó, tôi còn có chuẩn bị hai cái nè ở đây cho hai đứa luôn nè. Ồ, có hai cái nệm mới nằm ngủ luôn nè. Tôi nằm ngủ xíu đi. Dạ, nằm được luôn rồi, hay vậy? Ngủ được mà. Đây, thấy tôi nằm ngủ không? Đó. Trời, chưa giới thiệu xong gì trơn đó. Nè, ở đây tôi còn có chuẩn bị bếp nữa nè, để chúng ta có thể gọi là nấu nướng gì đó cũng được. Và đặc biệt á là tôi bây giờ còn có nuôi thêm lũ gà ở đây nữa nè. Bởi vậy cho nên là lương thực không giờ hết luôn. À, nuôi gà để làm đồ ăn hả? Được, hợp lý á. Bây giờ á mấy con vật nó bị zombie cắn hết trơn rồi, mình mà ăn tầm bậy bạ hay là mình sẽ bị biến thành zombie luôn á, cho nên tốt hơn mình nên nuôi đi. Đó, mình nuôi mấy con gà nè cho nó chắc ăn đấy. Ủa mà khoan, vậy thì rốt cuộc là hai người sống ở đây được bao lâu rồi? Tụi tôi á là cũng sống ở đây á là được một tuần trời luôn rồi đó. Từ ngày về cái làng này á là cả làng biến vậy luôn rồi, cho nên tụi tôi vô đây tụi nó sinh tồn trong đây luôn. Thôi bây giờ tôi nghĩ rằng như thế này nè, bây giờ á nếu như mà hai người muốn gọi là chung tay với tôi gọi là xây dựng lại ngôi làng này á, chứ bây giờ tôi nhìn lại cái ngôi làng nè, mọi người ra đây, mọi người đây, mọi người nhìn nè, ngôi làng của chúng ta bây giờ nó đã bị cũ nát hết trơn rồi, zombie thì khắp nơi. Tôi nghĩ là bây giờ đã đến lúc Hero Team bọn mình phải quay trở về ngôi làng này để xây dựng lại ngôi làng. Hai người nghĩ sao? Quay trở lại ngôi làng này, xây dựng lại nó. Đúng rồi, ý kiến hay đó anh bạn. Chứ còn gì nữa anh bạn à. Hey, nhưng mà bây giờ á tự nhiên tôi thấy tôi đói bụng quá à. Kai ơi, ông có thể nào cho tôi xin mấy con gà làm thịt được không? Tối qua giờ tôi với Sam đói bụng muốn chết luôn. Sam đói bụng sao? Đói luôn á. Đói bụng muốn chết luôn à. Làm gà sao? Trời ơi, yên tâm. Tôi làm gà cáp xê cho Phong ăn luôn. Trời ơi, được. Gì vậy? Tôi thích ngon nhất là cáp xê. Đúng rồi, đây, vô mấy con gà, vô chặt thịt nó. Mày bay ra. Giết tầm hai con thôi ông, tôi có mỗi mình tôi với Sam ăn à, giết hai con thôi, giết nhiều quá sao nuôi được nữa. Đó rồi, ok, có hai con. Ok, để tôi. Hả? Sao lúc nãy cùng tôi uống nấu cáp xe cho tôi, cho có Phong với Giao nấu là Giao kỳ vậy? Ủa trời, bây giờ hai người đó đói bụng cho nên là Kai phải nấu ăn chứ. Trời ơi, Sim bình thường ăn quá trời rồi. Sim bình thường Sim ăn nhiều quá trời, Sim mập quá trời, Sim đòi ăn nữa. Thôi ơi, mình nấu đi Kai. Nè, tôi thắp lửa nha. Để tôi nấu nha. Nấu đi. Ôi, hai miếng thịt. Trời ơi, hai miếng thịt nhìn ngon quá à. Thôi bây giờ nha, Phong nhường cho Sam gọi là ăn hết cái đống củi này á, Phong ăn thịt giùm cho. Không biết hả? Để tôi bắn không? Tôi giỡn mà. Ở đây nè, có một miếng chính nè, đây tôi cho Sam nè. Thank you. Ok, đây, miếng này của cho Sim quả đào nè, đó, cái cho Sim ăn quả đào đó. Ôi, được. Trời ơi, Phong, cái gì cháy luôn vậy? Trời ơi, xém nữa, tôi mới dặm trúng lửa. Trời ơi, dập. Phỏng, nóng lắm. Trời, cái này lên dập đi. Ủa, dập sao? Này giờ dập sao? Cái gì mà đẩy tôi vô luôn vậy mà đói? Người vậy? Thôi, mình đừng lại gần nữa, Giờ tôi ăn miếng thịt đi, tôi ăn no rồi, đói bụng quá. Ngầm, trời ơi, tràn đầy năng lượng rồi các bạn ơi, no rồi. Để tôi ra ngoài đây tôi kiếm coi, hình như là ở ngoài đây nãy tôi mới thấy có cái gì á, Kai. Ủa, bên đây là Kai. Cái gì vậy? Hình như tôi thấy nó có cái gì vậy? Ê, cái xe này lần đầu tôi thấy luôn á. Wow. Tôi lên được không? Nè, coi tôi làm racing boy nè. Trời ơi. Tôi làm racing boy nè, thấy không? Xịn chưa? Không, cẩn thận nha. Trời ơi, rồi xong luôn. Cay, tính ra tôi nghĩ nha, là mình lấy cái xe này để mình chạy trốn zombie được á Cay. Buổi tối tôi với ông đi kiếm đồ ăn á, mà gặp zombie mình lấy cái xe này mình chạy trốn zombie, hiểu không? Hợp lý, được á, được á. Sao nè? Ơ nhưng mà khoan, tính là tôi thấy chỗ ở của hai người á vẫn còn sơ sài quá à. Ở này là cái cửa nó bị hỏng rồi nè. Lỡ tối zombie nó chui vô nó cắn hai người sao? Cho nên bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cần phải sửa lại cái cửa cho nó an toàn, hiểu không?
Cũng hợp lý á, nhưng mà bây giờ để sửa được cái cửa này á, chúng ta phải đi sinh tồn để chúng ta lấy nguyên liệu về. Yên tâm đi, có tôi ở đây để làm gì. Có phong bạn thông minh ở đây, tôi sẽ giúp hai người. Ủa mà khoan, hình như tôi nhớ là trong siêu nhân tứ trụ là Simmy cũng là siêu nhân đúng không Sim? Đúng rồi, Simmy cũng là người trong biệt đội siêu nhân tứ trụ nè. Còn Kaido hình như chưa có đồng hồ biến thành siêu nhân, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chế tạo cho Kaido một cái đồng hồ luôn, được không Kai? Ôi trời đất ơi, được biến thành siêu nhân luôn hả? Thích rồi. Được, hợp lý, được rồi. Vậy thì bây giờ trước tiên á, thì cái chuyện mà để chế tạo áo giáp siêu nhân thì bỏ qua một bên đi. Bây giờ đầu tiên mình phải sửa lại cái cánh cửa cho cái ngôi trường học này trước đã. Bây giờ hai người đi theo tôi sẽ sửa giùm cho hai người được chưa? Ok, đúng rồi. Okay. Rồi. Thì thôi, let's go. Mọi người biết sao không? Bởi vì là nhà tù á thì người ta thường dùng để nhốt tù nhân, cho nên á là cánh cửa của nhà tù chắc chắn là sẽ rất là an toàn. Đó, không bao giờ có người nào có thể thoát ra hoặc đi vô thoải mái được, cho nên là hãy lấy cửa nhà tù, hiểu không? Hợp lý. Hình như ở bên đây tôi thấy con ma sói nè, để tôi qua tôi giết cái đã. Để tôi qua giết. Wow, quá đơn giản luôn, quá đơn giản. Thấy tôi ghê không? Tôi chém phát ghê. Đó là sức mạnh của siêu nhân á bạn nè. Mà cả thấy cái cây rìu của tôi không? Cái cây rìu của tôi hơi bị khỏe luôn nha. Để làm gì? Không được, không ai cầm được cây rìu của tôi. Cây rìu của tôi nặng lắm, không ai cầm được đâu. Bây giờ qua đây. Đây, bây giờ nha, chúng ta sẽ cùng nhau đào cái cục này nè. Người ta gọi cái cục này là cục gì ta? Cái cục laser nè, đúng rồi. Đào này. Ok, đào thôi. Đào ơi, hai người đào bên kia, tôi đào bên đây. Đây, xong rồi nè. Ok, rồi, mấy người phụ tôi đào thêm mấy cái gai nè, mấy cái gai này để mình về mình lắp ở trước nhà mình, hiểu không? Nè, đào thêm mấy cái gai. Hợp lý luôn, hợp lý. Đúng rồi. Ủa, ở bên đây còn mà sao không đào bên đây nữa? Đây, tôi đào bên đây cho. Okay. Tôi làm mấy cái gà này luôn nha. Ui, Phong ơi, có camera, có lấy không? Camera nè. Lấy camera luôn chứ, đem camera về nhà để mình lắp vô. Ok, nhớ để mình còn quan sát Jimmy nữa. Đúng rồi, nhớ lấy cái cục đá điện ở bên dưới nữa nha. Đây, tôi lấy nè. Đấy, trời, tính ra là kết hợp tài tình quá. Tính ra là bên nhà tù nhiều đồ để mình lấy lắm luôn á. Ê, Kai muốn mặc áo tù không? Tôi vô tôi lấy cho. Kai. Nhầm. Bây giờ tôi suy nghĩ cách đi. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi là có đồng hồ siêu nhân thôi. Thật dự trữ nè. Ở trong đây có quá trời cà rốt nè. Được, lấy. Trời, trong lúc hay thời quá. Buổi bây giờ đen là thời buổi bị zombie xuất hiện trong làng rất là nhiều, cho nên đồ ăn rất là cần thiết các bạn ơi. Phải kiếm thật nhiều đồ ăn nha. Ok, lấy nè. Còn gì nữa không ta? Ê, Kai, bây giờ ông đi chung tôi vô đây kiếm cái còn gì không? Ồ, có mấy cái rương nè, đây có gì không? Ồ, trong đây có bánh kem luôn không ơi? Trời ơi, có bánh kem nè. Đây, ở bên đây tôi còn kiếm được cả tên lửa nữa nè. Ồ, mọi người nhìn. Mọi người nhìn tôi nè, mọi người nhìn tôi nè. Tôi đem tên lửa tôi bay cho mọi người coi nè. Wow. Bay cao dễ sợ luôn. Trời, đúng rồi, ở trong cái nhà tù mini world mà có tên lửa luôn ha, ghê thiệt. Ok, đáp xuống nè. Rồi, ok. Vô cái còn gì khác không? Ở đây có bánh kem nè không ơi, trời ơi, nay mình đem về ăn béo quá trời luôn. Trời ơi, bánh kem, trời ơi, tôi hè bánh kem, tôi đói bụng lắm luôn á. Còn này là gì đây? Ui, có súng nè Kai. Ồ, được, bây giờ Kai lấy cái cây súng này giữ đi. Ok, tôi kiếm được. Ok, để tôi giữ súng cho. Ủa, còn này là gì đây? À, hình như chắc cái này là đồ ăn các bạn ơi. Cái này là gì đây? Cái quả gì đen nè Kai, để tôi lấy cho tôi ăn thử. Còn nào? Ai quá luôn đen. Trời ơi. Ủa cái này là lựu đạn. Ủa tôi không biết. Cái này là lựu đạn. Trời ơi. Ủa cái gì nhìn đẹp vậy? Có cái này cái gì vô này nè. Đâu cái gì? Tao đưa. Con vô này nhìn đẹp luôn á. Có kỹ năng luôn. Thử làm đi, có kỹ năng á. Cái này chắc là cái lưỡi hái á. Ê. Ôi. À trời. À, tính ra tôi chém mà hai người đứng gần tôi làm gì cho chúng vậy? Hồi nãy giờ mình thấy mình không đi giết zombie được nhiều á, mà mình thấy mình làm hại nhau nhiều á mọi người. Tính ra từ nãy giờ tôi giết ít zombie mà sao tôi quýnh Kai nhiều quá ta. Hồi nãy giờ chúng ta làm hại nhau nhiều lắm ấy. Kai nè, bây giờ tôi đưa cho ông cái gì ta, ông cái lưỡi rìm nè, ông cầm đi. Ok. Thôi bây giờ hợp lý. Mình có đồ rồi, bây giờ mình phải về nhà để mình xây cái cửa thôi chứ. Từ. Ok đi thôi. Hồi nãy giờ tôi nhớ tôi chưa lượm cái laser bên đây. Ok rồi, đi về. Bây giờ nha, cách để có thể xây cái cửa an toàn rất là đơn giản thôi. Đây nè, mình có mấy cái khối laser đây nè. Thì mình chỉ cần đặt cái gì ta, mấy cái khối đá điện vào đây. Đấy, sau mình lấy cái khối laser mình lắp vô. Ui. Hợp lý, đúng là không cần thiên tài. Ủa vậy sao đi an toàn luôn. Hả? Sao vậy? Sao đi ra không? Trời ơi, dễ ẹt nè, muốn đi ra đúng không? Mình chỉ cần lấy block mình chặn nó lại là mình đi ra thôi. Hợp lý. Mọi khi nào á mình đi ra thì mình chỉ cần đập cái này ra để cho nó mở cửa lại là an toàn. Hay ta. Mà cái này nha, không cần thiên tài luôn. Trời, tôi mà tôi vừa đẹp trai còn vừa thông minh nữa, mà cái này hay nó hơi bị hay luôn nha, coi tôi nè. Mình chỉ cần đụng vô đó cái là bụp, mất máu. Bụp. Đó, cho nên là trời ơi, coi chừng ông chết đi ông nội.
Yên tâm ơi, tôi không chết được đâu. Tôi mặc giáp siêu nhân. Giáp siêu nhân của tôi là siêu cứng, không bao giờ chết được. Nghĩ sao vậy? Này thì hiểu. Thì lâu lâu giáp siêu nhân của tôi lâu quá không xài, cho nên lâu lâu nó hơi bị hư. Vậy xem. Cái gì xem? Cái gì đây? Ủa cái gì hả? Anh đồ căng đảm hả? Ok bạn ơi, thì đây, đầu tiên thì chúng ta đã chế được cái cửa laser để gọi là chắn bọn zombie nè. Tiếp theo nữa là gì mọi người biết không? Giờ chúng ta đi ra ngoài đi, ra ngoài. Đây. Đây nè, đi ra ngoài thôi. Ở ngoài đây á, chưa kể nha. Lỡ ngoài đây bọn zombie sẽ chạy vào đây, cho nên chúng ta cần phải làm một cái bẫy để cho zombie nó mà đi vô là nó sẽ bị dính bẫy không? Đây, mình sẽ đập này ra nè. Đó, đập ra. Làm bẫy luôn hả? Wow. Làm bẫy luôn chứ, còn gì nữa. Ok, sau mình sẽ lắp cái khói đá điện vô đây. Biết để làm gì không? Không biết hả? Để mình đặt cái khói gai lên trên để làm gì? Mình để khói gai lên trên á thì bọn zombie sẽ gọi là bị dặm trúng phải không? Đó. Ủa mà sao tôi để ra tôi không thấy cái... Không đặt lâu không? Chơi đây mà. Không. Chơi này không được luôn. Sao tôi để ra tôi không thấy có cái gai nào xuất hiện. Cái đưa xem cái cuốc, đưa xem cái cuốc để xem biết cách. Đây là tôi biết cách này. Đây. Đó để tôi xem nào. Hãy nhìn tôi nè. Đây tôi hiểu rồi. Nó sẽ là như thế này nè ông nội. Nè. Đó. Thông minh quá, Sim thông minh quá. Ok, hiểu. Rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã lắp cái đống gai ở trước này rồi. Bảo đảm với mọi người luôn là zombie bọn nó chỉ cần chạy vào đây thôi ha, là bọn nó sẽ dặm trúng cái đống gai này là bọn nó sẽ chết queo luôn, không còn con nào sống sót được. Quá hợp lý luôn, quá an toàn. Ok. Thôi rồi. Hợp lý luôn. Bây giờ thì bọn mình đã có được cái cửa an toàn rồi nè. Mình đã có được chỗ để sống rồi. Nhưng mà thứ mình thiếu còn lại đó chính là thức ăn. Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên chia nhau ra đi. Bây giờ là Phong với Kai đi chung với nhau, Sim với Sam đi chung với nhau, đi kiếm đồ ăn rồi tí nữa quay về, chịu không? Ok. Rồi ok. Đi đi thôi. Đi Kai ơi. Bây giờ tôi với ông đi qua đây đi. Qua đây. Đây. Hồi sáng nay tôi nhớ là ở bên đây tôi thấy có mấy cái trái cây đào đồ nè, mình qua đi mình hái. Này thấy không? Có mấy cái quả đào nè, được nè. Đây, có mấy quả đào rồi. Ui, con sói nó bóng rồi, ma sói hả? Ma sói hả? Đây để tôi. Mấy con ma sói này tôi chém cái một. Hay okay. Quá ông ơi, trời ơi. Ê, tính ra bây giờ mà có cái vũ khí giống ông ấy là giờ khỏi cần phải tốn sức luôn ba. Đúng rồi, trời. Tính ra là bộ giáp siêu nhân tôi là hơi bị khỏe. Nếu như ông muốn thì tôi sẽ chế tạo cho ông. Nhưng mà khoan, trước tiên mình phải kiếm đồ ăn về cho mấy bạn nữ đã. Đây nè. Đây ok, mình lấy đồ ăn rồi nào. Bọn mình là đàn ông con trai là bọn mình phải gọi là có trách nhiệm đi kiếm đồ ăn phải không? Đó, hai nè, mấy cái quả đào. Hợp lý nè. Luôn. Đúng rồi, đem mấy quả đào về nhà ăn là hợp lý luôn nè. Ok. Ui, có con kiều nè, để tôi giết tôi làm thịt nó. Ôi trời, nghiêm con bộ xương bên đây tôi chém đó. Này, zombie nè, zombie nè. Ui, ở bên đây cũng còn nhiều quá nè, Kai ơi, để tôi. Này thì zombie nè. Ui trời, nó chui vô nhà tôi luôn kìa. Này thì chui vô nhà. Chui vô nhà, hả? Ê, tính ra tôi có cái súng ở đây tôi muốn thể hiện, tí con không thể hiện được luôn ba. Tính ra là súng ông chừa lại đi ông gặp zombie ông còn đánh bằng nó. Chứ ông dùng súng làm gì, tôi có vũ khí ở đây để tôi tự chém là được rồi. Bây giờ nha, ông qua bên cái quán trà sữa đi, ông kiếm coi có quán trà sữa còn tí trà sữa nữa ông tiên tôi thèm quá, đi qua kiếm đi. Tôi hái. Ok. Tôi hái trái cây tiếp. Ok. Tôi hái tiếp nha. Ê Kai ơi, có chừng nha, ở bên kia con khủng long á, cái chuyện nó cắn ông á. Khủng long nè. Giết được con khủng long rồi. Trời, cái gì mà mừng dữ rồi ba. Ơi, ở bên đó còn đồ ăn gì không? Đem về nhà ăn, tôi đói bụng quá. Ơi, còn trái dưa hấu nè ba, còn trái dưa hấu nè Phong. Ê, tôi thấy được trái dưa hấu nè. Ê, được, đem dưa hấu về nhà mình nấu ăn, hiểu không? Đó, rồi ok. Ok, để vô nhà coi thử có món gì không. Thôi, bây giờ tôi sẽ qua bên nhà vịt để tôi kiếm thử. Không biết trong nhà vịt có gì ăn không. Nhớ ngày xưa vịt hay nấu đồ ăn trong nhà lắm. Ui, trời, nguyên con quái vật luôn bạn ơi. Này, quái vật, da nó bắn mình. À, cháy rồi bạn ơi, no. Trời, cháy rồi. May quá, từ từ để kiếm ở trong nhà vịt có gì ăn không. Wow, quá trời dụng cụ luôn. Ok, mình sẽ lấy hết mấy cái này nha bạn nha. Mấy cái này rất là cần thiết nè. Ok, lấy hết. Trong đây còn gì không. Ui, có đôi giày nữa nè. Wow, mình đang gọi là mình đang không có giày mình mang, mình đang đau chân quá, sẵn trong đây có đôi giày lấy luôn. Ok. Còn mấy cái block này chắc để từ từ đi, mình lấy sau. Cai, tính ra là ông dịch ổng chuyển qua bên làng khác mà ổng không đem cái nút bạc cổng theo nè Cai. Xong rồi. Ê, mình có nên cầm theo cái nút bạc của dịch á, rồi tới lúc mà gặp dịch thì mình tặng lại cho dịch luôn ta. Được, đem cái nút bạc ổng theo đi. Lý luôn. Mà một thứ không phải thiếu đó chính là toilet, tôi đem theo cái toilet nữa. Ok. Vậy đem luôn cái toilet luôn vậy. Phải đem theo chứ. Ủa mà khoan, tính ra là ông với Simmy á thì có chỗ ngủ rồi, còn tôi với Sam chưa có, cho nên tôi sẽ cần phải lấy một cái giường tôi đem theo. Đúng rồi, đây có mấy cái giường. Hợp lý, để tôi về nhà tôi lấy thêm cái giường luôn rồi. Ok, ông về nhà ông lấy thêm giường đi, ông thôi hai người không có giường ngủ đâu. Ok, là có giường ngủ rồi nè. Rồi, nhanh nha Kai.
Ok ok, tôi tới đây. Hay, tính ra là từ sáng giờ tôi với ông kiếm được quá trời đồ ăn luôn á cay. Nào là đồ ăn nè, nào là cái gì ta, giường ngủ rồi kiểu luôn, nhiều đồ quá trời nhiều luôn. Ôi nè, con mấy cái trái đào nè. Ủa, đào, okay. đào nè. Thôi được rồi, tôi nghĩ là mình để im đi, từ từ cho nó mọc thêm mình hái thêm. Còn mấy cái quả này mình để chừa lại đi cay. Đi đi qua đây. Ok, đi thôi. Ủa mà từ sáng giờ tôi với ông đi làm việc cực khổ vậy, không biết mấy cái bà nữ có kiếm được gì không ha? Tôi nghĩ là chắc chắn là có rồi. Trời ơi, ông biết á, là mấy bạn nữ trong team mình á là sống cực kỳ có trách nhiệm luôn hả? Trời, đặc biệt nữa là còn gọi là biết chăm sóc cho gọi là người yêu của mình nữa. Ừ, đúng rồi. Ừ, ông nói hay quá, chứ tôi nghĩ là hai bả chưa kiếm gì đâu, được đồ gì đâu. Tôi giờ tôi ông cá không? Thì cá luôn. Trời, tôi chắc chắn với ông là mọi người đang đi kiếm đồ dữ lắm luôn á. Ủa kìa, tôi thấy hai bả bên kia kìa, đi qua trời. Nè, đây nè, nhìn vui kìa vậy. Trời ơi, chị hoa đẹp quá, đây bông này đó, đẹp. Đẹp quá trời luôn. Trời ơi, bông đẹp quá trời. Cài thấy chưa cài? Tôi nói với ông rồi. Tôi đã nói với ông rồi. Hai bả suốt ngày chỉ biết gọi là đi hái hoa thôi. Hả cái gì? Này, tôi mới hái hoa tặng ông mà đẹp không? Đẹp quá trời luôn. Ơi bà, bây giờ tôi hỏi bà nha, bây giờ đang có zombie mà bà hái hoa bà tặng tôi làm gì? Hoa có ăn được không? Hả? Ai biết, bây giờ tìm không ra đồ ăn thì tìm hoa tôi chứ sao giờ? Trời ơi là trời, hai bà sáng giờ không kiếm được gì luôn hả? Tôi nói thiệt với hai bà luôn. Sáng giờ tôi với cai kiếm được hơi nhiều đồ ăn á. Thôi rồi, bây giờ bà nhà đi. Hay vậy? Mệt quá, hai người lười biếng quá. Trời ơi, zombie mà còn đi hái hoa nữa. Trời ơi là trời, thời buổi giờ đang có zombie mà còn đi hái hoa bắt bướm. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, vậy là trong tập này mình đã kiếm được thêm hai người bạn nữa rồi, đó chính là mèo Simi và Kyron mọi người ạ. Và bọn mình đã có được chỗ để có thể trú ẩn, để có thể gọi là núp bọn zombie rồi, đó chính là ngôi trường học Hero nè. Và bọn mình đã có được chỗ ở rồi, và có được thêm cả thức ăn nữa. Và tất nhiên rồi, trong thời gian những cái tập tiếp theo, bọn mình sẽ đi kiếm tất cả thành viên của Hero Team đó nha. Cho nên các bạn hãy nhớ theo dõi series mới này của mình để xem coi liệu rằng bọn mình có thể kiếm được những thành viên còn lại của Hero Team không nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye. Siêu nhân tứ trụ. Bye bye mọi người nha.